Đây, gia đình nhỏ của mình đây. Nay rảnh rỗi đi chợ đêm chơi nha. Chào cô chú đi con. Chào mấy cô chú. Chào cô chú ông bà luôn. Này. Đây là chợ đêm Long Phú nha các bạn ơi. Ngày 28 Tết nha các bạn. Đó. Đó nó ra đúng ngay gặp hát luôn rồi. Lân nổi loạn ngày 28 Tết. Thank you.
con vô coi muốn lân rồi các bạn. Cũng chợ đêm Long Phú cũng tương đối đông á các bạn, ta đi quá trời luôn kìa. Cúc à, cúc à.